Các bạn đang nghe truyện Võng Du Chi Mệnh Luân Chi Chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 612, Nhà thiết kế chính, 2. Cả đêm nay Giang Khải nhìn không biết bao nhiêu hình ảnh ghi chép, nhưng nhìn càng nhiều thì Giang Khải càng mơ hồ. Trang thứ 8 trống không phải lý giải thế nào, cho đến nửa đêm về sáng, lúc ba người Giang Khải rời đi, Giang Khải vẫn không thể lĩnh ngộ bước thứ 8 chiến bác hoang. Thật xin lỗi, ta, Giang Khải cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, lắc đầu, tự trách nói lão vương vỗ vai giang khải tiểu tử ngốc nếu dễ lĩnh ngộ như vậy thì những người học tập chiến bát hoang trước đó đã sớm lĩnh ngộ một bước cuối cùng thật ra rất nhiều người không thể lĩnh ngộ bảy bước ngày từ đầu người đã được coi là ngộ tính rất cao về phần một bước cuối cùng ta cảm thấy có lẽ cần ngộ tính không phải bình thường giang khải nhíu mày hỏi vậy cần gì đúng ngộ lão vương nói đúng ngộ trong một loại hoàn cảnh đặc biệt nào đó nói cách khác cần một loại cơ hội nào đó hiện tại cơ hội này còn chưa xuất hiện ai có thể lĩnh ngộ thân pháp cao cấp như vậy từ một trang giấy trắng chứ giang khải như có điều suy nghĩ quay về ký túc xá đố ngộ không biết mình có loại kỳ ngộ này không ngày hôm sau giang khải không hy vọng bị quá nhiều người thấy mình rời đi hẹn với lão vương sớm rời khỏi đặt huấn doanh trước đó giang khải xếp gọn ba bộ quần áo màu xám đặt ở cạnh giường đẩy cửa đi ra ngoài cũng may hiện tại những người khác còn chưa dậy trên đường đi Giang Khải cũng không gặp ai. Cho đến khi hắn sắp rời khỏi đặt huấn doanh, có một người đuổi theo phía sau. Dừng lại. Giang Khải, Giang Khải ngạc nhiên quay đầu, phát hiện là Kỹ thuật ca đến. Là ngươi. Giang Khải ngạc nhiên nói. Kỹ thuật ca nhẹ gật đầu, cái đó. Kỹ thuật ca nghĩ nửa ngày cũng không nói ra cái gì, dứt khoát lấy ra một tấm thẻ bài đưa cho Giang Khải, đây là danh thiếp của ta trong hiện thực nếu ngươi có chỗ nào cần đến ta cứ đến tìm ta đúng rồi đừng cho người khác biết số điện thoại của ta bình thường ta không thích bị người không liên quan làm phiền giang khải nhìn danh thiếp trong tay nhà thiết kế chính đông phương quân công tiến sĩ kim đạo sư đại học thượng kinh nhà thiết kế cấp một viện thiết kế hoa hạ quân công trang nghiêm đông phương quân công là đông phương quân công nổi tiếng bằng với huyền vũ quân công trang nghiêm nhíu mày nói Ai nói nổi tiếng, chúng ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hiện tại hệ thống vũ khí hoa hạ, vũ khí chiến thần, chúng ta chiếm 5 phần, bọn họ chỉ chiếm 3 phần, vũ thần quân công chiếm 1 phần rưỡi, công ty nghiên cứu phát triển dân gian chiếm nửa phần. Giang Khải ngạc nhiên nhìn về phía Trang Nghiêm, ngươi còn là tiến sĩ kim đạo sự Đại học Thượng Kinh, ừ, nhưng đã có một đoạn thời gian không đi dạy, dưới tay ta có đoàn đội có định, nhiều nhất ngẫu nhiên dẫn dắt một hai người mới có thiên phú, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển nghiên cứu vũ khí hít khá mạnh cái đó muội muội ta muốn thi đại học thượng kinh muội muội của ngươi được sau này ta tìm hiểu một chút nếu nàng có hứng thú báo danh ngành của ta ta sẽ coi thi trang nghiêm vừa cười vừa nói giang khải suy nghĩ lắc đầu nói quên đi muội muội ta cũng rất cao ngạo không phải nàng tự thi được đoán chừng nàng sẽ không đến trang nghiêm cười nói vậy cũng rất có cá tính ai có thể ký tên cho ta không ký tên đúng trang nghiêm lấy ra một quyển sổ mở ra trang đầu tiên lại đưa bút cho giang khải hai tay đưa quyển sổ đến trước mặt giang khải không ngờ có thể gặp được hoa hạ giang khải ở đây coi như để lại cho ta một kỷ niệm đi đừng như vậy giang khải chột dạ nói ký một cái đi lần sau ngươi đến đại học thượng kinh ta mời ngươi ăn cơm lại nói muội muội của ngươi gặp chuyện gì ở trường học cũng có thể đến tìm ta giang khải nghĩ đến nếu muội muội có người quen biết ở kinh thành đúng là sẽ thuận tiện hơn chút liền cầm bút lên chữ như gà bới viết xuống tên của mình quyển sổ này của ngươi có thể mang ra hiện thực có thể đây là làm từ tài liệu mang ra hiện thực lần trước có một vài tài liệu ta dùng để thí nghiệm còn thừa lại liền làm quyển sổ này trâu trang đại ca ta cũng phải đi rồi sau này chúng ta còn gặp lại ai cái đó bây giờ công hội của ngươi còn nhận người không giang khải ngạc nhiên nhìn về phía trang nghiêm không phải ngươi muốn gia nhập công hội của ta chứ công hội của ta không có mấy người lần trước ta đã đến nhưng bị người ta đuổi ra ngoài ngưỡng cửa công hội các ngươi quá cao ta cũng không có cách nào luôn ở trong quỷ tinh cho nên đành bỏ qua trong đầu giang khải lập tức nghĩ đến năm nữ nhân kia khoảng thời gian đó giang khải khá nổi danh cũng là cơ hội tốt để nhận người đều bị năm nữ nhân này phá hỏng Trang đại ca, lấy thân phận của ngươi muốn vào 10 công hội lớn cũng chỉ là vấn đề nhỏ đi. Lại nói, Đông Phương quân công không có công hội của mình sao? Có, nhưng ta không muốn vào, ta không muốn được người ta bảo vệ, ta muốn thăm dò quỷ tinh một cách bình thường. Trang nghiêm nói, ta nhất định phải biết rõ rốt cuộc quỷ tinh có liên quan gì với thú thần. Giang Khải đột nhiên hỏi vì sao Trang Nghiêm lại cảm thấy hứng thú với việc luyện cấp như vậy, hắn ta muốn tự mình xác nhận sự thật, suy nghĩ một chút, Giang Khải nói, Trang đại ca, nếu ngươi thật sự muốn vào công hội của ta, lần sau trực tiếp đến công hội đưa yêu cầu, ta duyệt giúp ngươi. Thật! Quá tốt rồi! Ta hoàn thành đặc huấn sẽ đến xin. Trang nghiêm kích động nói. Chính tên chiến thần đặc huấn của thí thần công hội quay về công hội. Sau khi Hoàng Kiến Quốc biết đã xảy ra chuyện gì cũng vô cùng tức giận. Giang Khải, lại là Giang Khải. Vì sao đến chỗ nào cũng có thể gặp phải tên sao chổi này, còn có các ngươi, bốn đánh một cũng có thể thua. Tô Thanh, thực lực của ngươi được coi là rất mạnh trong ngũ giai, vậy mà lại thua Giang Khải. Tô Thanh kia là chiến thần số 7 trên lôi đài, thân phận thật của hắn ta là người dẫn đội thí thần công hội lần này. Ngươi biết vì đưa các ngươi tiến vào đặc huấn doanh, chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tư nguyên không? Tô Thanh bị Hoàng Kiến Quốc dạy dỗ không ngóc đầu lên được, chỉ có thể khẽ nói, Giang Khải mạnh hơn trước đó. Hiện tại Giang Khải còn có thêm một phân thân siêu mạnh, thực lực tương đương tăng lên gấp đôi, Hoàng Thông đứng sau lưng Hoàng Kiến Quốc khẽ nói, khi đó Giang Khải có thể lấy một địch hai đánh bại Tà Hỏa và Bạo Quân, bốn người bọn họ không phải đối thủ của Giang Khải. Hoàng Kiến Quốc vẫn đầy lửa giận nhưng phải ngăn chặn cơn giận, lý trí nói cho hắn ta biết việc bốn người Tô Thanh chiến bại cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Phệ Tâm kia không những không chơi chết Giang Khải, ngược lại để hắn mạnh hơn hoàng kiến quốc hơi hít mắt lại kẻ này chưa diệt tất thành họa lớn không được ta phải đi tìm lưu viễn hương hoàng kiến quốc bỏ lại chính tên chiến thần tiến về huyền vũ công hội huyền vũ công hội cũng có năm người bị trả về lúc này lưu viễn hương thấy hoàng kiến quốc khí thế hung hăng chạy đến cũng không thấy bất ngờ lão lưu ta không nhịn được nữa nhất định phải diệt trừ người này lưu viễn hương ngồi ở bên bàn vừa uống trà vừa hít mắt suy nghĩ điều gì đó bên kia sắp bắt đầu hành động, chúng ta vừa không tiếc tiêu tốn chi phí lớn bồi dưỡng chiến lực càng mạnh mẽ hơn, kết quả 14 người này đều bị trả về, chưa nói đến tư nguyên đều trôi theo dòng nước, kế hoạch của chúng ta còn bị chậm trễ, Giang Khải này thật sự quá ghê tởm, Hoàng Kiến Quốc lập tức nói, ghê tởm thì thôi đi, mấu chốt là tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Tứ giai đánh ngũ giai, phàm nhân đánh siêu phàm, hoa hạ chúng ta có mấy người làm được, lão lưu, hiện tại chúng ta không thể kéo dài được nữa quân đội vẫn đang điều tra việc hoàng thông một khi bị bọn họ điều tra ra thì chúng ta cũng không thể lăn lộn ở hoa hạ được nữa ta thấy đừng lo lắng nhiều như vậy nữa trực tiếp giết chết giang khải lưu viễn hương đặt chén trà xuống đứng dậy đi qua đi lại hiện tại ra tay cũng quá sớm bên huyền vũ còn có rất nhiều tư nguyên cần phải nhanh chóng dùng hết nhưng ngươi cũng nói không sai mặc cho giang khải tiếp tục trưởng thành như thế tương lai chắc chắn là kẻ gây họa nhưng bây giờ chúng ta ra tay ngược lại sẽ khiến quân đội càng nghi ngờ chúng ta suy nghĩ lưu viễn hương nói ta nghe nói la bình nói tin tức vẫn là quán khu cho giang khải biết ta cảm thấy với tính cách của giang khải thì hắn chắc chắn sẽ đến vẫn là quán khu là vẫn là quán khu mới phát hiện năm ngoái đúng hiện tại đã xác định vẫn là quán khu không có cách nào trực tiếp khai thác nhưng cách hai tháng sẽ xuất hiện một mỏ triều cỡ nhỏ nửa năm xuất hiện một lần mỏ triều cỡ lớn lúc đó khoáng thạch hiếm thấy ẩn sâu ở bên trong sẽ xuất hiện ở địa tầng yếu kém đến lúc đó rất nhiều chiến thần sẽ tiến về ngay cả quỷ dị chức nghiệp cũng đến đến lúc đó dù giang khải bị quỷ dị chức nghiệp bắt đi cũng không ai nghi ngờ đến chỗ chúng ta nữa hoàng kiến quốc suy nghĩ thêm chút ta nghe nói giang khải cũng bị khai trừ nửa tháng sau vừa hay xuất hiện mỏ triều cỡ lớn tiểu tử kia tham tiền chắc chắn sẽ đến lưu viễn hương gật đầu hiếp mắt nhìn về phía hoàng kiến quốc nhưng có lẽ hắn không biết vẫn là quán khu là nơi bắt đầu cơn ác mộng của hắn, vệ tâm có đi không? Hoàng kiến quốc hỏi. Nàng không đi, nàng đang tìm cách đột phá bát giai. Lưu Viễn Hương nói, không biết có giống với phàm nhân tứ giai, siêu phàm tứ giai hay không, nếu đúng vậy, vậy sau chức nghiệp bát giai rốt cuộc còn có cái gì? Nói thật, có lẽ mỗi một chiến thần đều muốn biết vấn đề này. Nhân loại khai thác quỷ tinh 50 năm, tích lũy lâu như vậy, có lẽ chẳng mấy chốc có thể công bố đáp án. Hoàng kiến quốc hừ lạnh một tiếng, ngươi nói sai rồi, nàng là quỷ dị chức nghiệp, không giống với chúng ta. Vậy cũng không cần chúng ta quan tâm, dù sao chúng ta là minh hữu, nàng mạnh lên cũng có chỗ tốt cho chúng ta. Tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta không thể trắng trợn đi đối phó Giang Khải, ngươi kiên nhẫn một chút, đúng, dặn dò hoàng thông gần đây cục cái đuôi làm người cho ta. Ba ngày sau, Giang Khải quay về trụ sở chủ thần công hội. Vừa trở lại trụ sở, Giang Khải suýt nữa tưởng mình đi nhầm chỗ. Khoảng đất trống bên cạnh chủ thần công hội đã sát nhập, thông tính, chiếm diện tích lớn gấp đôi trước đó. Hơn nữa, hiện tại tất cả kiến trúc của chủ thần công hội đều có bản hiệu. Bộ tài nguyên, nhà kho, bộ nhân sự, bộ chiến đấu, bộ hậu cần, được phân chia rõ ràng, quân đội đưa đến 30 con tọa kỵ đều được buộc gọn gàng trong chuồng ngựa mới xây. Mấu chốt nhất là, người trong công hội nhiều hơn trước kia rất nhiều, vừa tiến vào chủ thần công hội đã thấy bên trong có mấy chục người đang bận rộn điều khiến giang khải xác định mình không đi sai chỗ là sân sau chủ thần công hội có một chỗ đặt rất nhiều bình rượu chủ thần công hội là nhà sớm nhất tuyển nhận rất nhiều người của tử quỷ công hội đương nhiên hiện tại các nhà đều đang tranh cướp tử quỷ chủ thần công hội đã không còn ưu thế nữa giang khải đi đến trước màn hình công cộng của công hội kiểm tra số liệu của chủ thần công hội trước Hiện tại số người trong công hội đạt đến 194 người, trong đó 134 người chức nghiệp tử quỷ, những cái thượng vàng hạ cám khác còn không ít. Sao đột nhiên có nhiều người như vậy? Gần 200 người, ta có thể xin tăng cấp bậc công hội rồi, lúc Giang Khải còn đang suy nghĩ, phát hiện mấy nữ nhân đang thu xếp ở nơi xa. Tất cả mọi người đừng gấp gáp, hiện tại trên mặt phân chia tiểu đội còn có một số vấn đề nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tổ chức từng nhóm cao thủ dẫn mọi người vượt qua giai đoạn đầu của chức nghiệp không có tiểu đội thì đăng ký ở đây đi. Giang Khải nhìn theo hướng phát ra giọng nói, phát hiện là đám người Hà Thi Thi. Không quét rác còn ở đây làm gì, Giang Khải cao mày đi tới. Đông Tuyết đang cúi đầu ghi chép, vừa đăng ký xong tin tức một người lại hỏi thăm người kế tiếp, làm phiền báo tên, chức nghiệp, đẳng cấp, còn có thời gian sắp xếp kim chức, chúng ta phải căn cứ vào thời gian của mọi người để sắp xếp người dẫn các ngươi thăng cấp. Tên, Giang Khải Giang, Đông tuyết viết được một nửa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt, trận to hai mắt nhìn, là ngươi, Giang Khải cao mày, tức giận nói, bao lâu rồi không quét dọn công hội. Ngươi nhìn nơi này chút đi, lung tung lộn xộn, còn có sao căn phòng ta ở trước đó lại biến thành nhà vệ sinh rồi. Đông tuyết bị Giang Khải vạn hỏi một trận, vô cùng uất ức đứng lên, vội vàng nói nhỏ, thi thi tỷ, thi thi tỷ. Tên kia về rồi, Hà Thi Thi ở bên kia nghe thấy Đông Tuyết xin giúp đỡ, cũng nhìn thấy Giang Khải là ngươi. Không phải ngươi đi đặt huấn ba tháng sau, bị khai trừ rồi. Giang Khải Bình thẳng nói, mấy người các ngươi lại muốn dở trò quỷ gì, chúng ta không có, cái đó, chúng ta chỉ muốn phát triển công hội giúp ngươi, Xuân Lan cúi đầu nói. Trên mặt Giang Khải đầy vẻ nghi ngờ nhìn năm người. Hà Thi Thi hít sâu một hơi, cắn môi, thấy biểu cảm của Giang Khải cũng là không tin các nàng, nhất định phải nói rõ ràng mới được. Giang Khải, ngươi đi theo ta, Giang Khải đi theo Hà Thi Thi vào phòng nghị sự, nơi này vốn là chỗ ở của Hồ Ngôn. Chuyện gì? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Giang Khải không nhịn được nói. Hà Thi Thi đứng trước mặt Giang Khải, do dự một lúc lâu đột nhiên nói, thật xin lỗi, ta sai rồi. A. À, Giang Khải còn tưởng lỗ tai của mình có vấn đề, nữ nhân này lại nói xin lỗi hắn. Ta nói, là trước kia ta quá võ đoán, Ta không ngờ người do ta phái đi lại bị Hoàng Thông thu mua, thì ra ngươi mới là người bị hại, là đám người Hoàng Thông vẫn luôn hãm hại cả nhà các ngươi." Hà Thi Thi nói xong ngước mắt nhìn Giang Khải. Giang Khải mãi mới phản ứng lại được. Cuối cùng nữ nhân này đã hiểu rõ. Không phải là quét rác quét đến sợ rồi chứ? "Giang Khải, ta biết hiện tại nói cái gì cũng không thể đền bù tất cả hành động trước đó của ta với ngươi. Cho nên chúng ta quyết định ở lại chủ thần mãi đến khi giúp ngươi xây dựng công hội thành công hội cấp giáp ngươi yên tâm ta có kinh nghiệm rất phong phú trên phương diện xây dựng công hội ngươi cứ giao cho ta hoàn toàn không cần ngươi lo lắng giang khải liếc nhìn hà thi thi trong chốc lát không biết nên nói cái gì giang khải trước đó chủ thần chúng ta có quá ít người cho dù có mấy người thực lực mạnh nhưng số lượng quá ít không có cách nào tổ chức bọn họ đi đánh bót tuy điểm tích lũy của công hội chúng ta rất nhiều nhưng thành viên không có điểm tích lũy của bản thân vẫn không thể đổi được tư nguyên ngươi nói có cần tuyển nhận nhiều chức nghiệp tác chiến không ngươi là hội trưởng ta sẽ làm việc dựa theo yêu cầu của ngươi nhưng chúng ta cũng cần có chức nghiệp tác chiến cho nên ta cũng đồng thời tuyển chọn chức nghiệp tác chiến ta để triệu thiết toàn âu dương dịch còn có năm người chúng ta dẫn đội cho mọi người thăng cấp trước tử quỷ chỉ cần đạt đến tam giai trở lên đã có được năng lực tác chiến nhất định hơn nữa ta cũng tuyển một số binh vương quốc sĩ và phán quan để bọn họ giúp đỡ dẫn người thăng cấp chờ sau khi cao thủ của chúng ta đủ nhiều sẽ hình thành một vòng tuần hoàn lành tính có thể chậm rãi phát triển công hội giang khải nghe xong một lúc lâu sau mới phản ứng được nữ nhân này đang nghiêm túc suy nghĩ phát triển chủ thần khục khục ta ta cũng không nói để ngươi phụ trách chủ thần công hội lúc đầu nếu không phải ta ép ngươi đi biết đâu sẽ thua ở trong tay ngươi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi vậy Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta?" Giang Khải suy nghĩ, lắc đầu, "Ta cũng không biết. Nếu không ngươi cho chúng ta một đoạn thời gian thử việc, xem hiệu quả thế nào." Lúc đầu Giang Khải nghĩ sau này chuyển công hội cho đại ca, kết quả hiện tại không biết đại ca đang ở đâu, hắn lại lười quản, lại nói Hà Thi Thi thật sự có kinh nghiệm rất phong phú. Thấy Giang Khải mãi không tỏ thái độ gì, Hà Thi Thi đưa ra quyết định, vội nói, "Nếu không, ta để Hạ Hoa và Đông Tuyết đến chỗ ngươi, nếu chúng ta gây chuyện Ngươi tùy ý xử trí hai nàng thì thế nào, tại sao lại là hai nàng, Hà Thi Thi hơi xấu hổ, yếu ớt nói. Cái đó, đây không phải là vì hồ ngôn nói ngươi thích thầm mến, ta thấy ánh mắt lúc ngươi nhìn hạ hoa và đông tuyết khác với những người khá sao. Giang Khải hiếp mắt lại, giận dữ nói, lão hồ, cái tên này, một trụ tử còn chưa đủ, hiện tại còn thêm lão hồ, được rồi, ta đã có người mình thích. Giang Khải tức giận nói, ngươi đã có thành ý như vậy, ta cho các ngươi thử việc một đoạn thời gian nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu lại dở trò gian dối đừng trách ta không khách sáo. Nói xong, Giang Khải liền rời khỏi phòng nghị sự. Thấy Giang Khải đã rời đi, lúc này Hà Thi Thi mới thở dài một hơi. Cuối cùng tên kia đã bằng lòng tin tưởng các nàng một lần. Tiếp theo Hà Thi Thi hơi hiếp mắt lại, vẻ mặt như nhìn rõ tất cả, nói thầm, quả nhiên thầm mến hoa hạ và đông tuyết, đám người lão hồ nói Giang Khải không có người mình thích, hắn cố ý tạo ra một lý do mà thôi, Vừa rồi hắn rất tức giận chắc bị nói trúng tâm sự mới có loại phản ứng này, cũng không biết hắn thầm mến Hạ Hoa hay là thầm mến Đông Tuyết, hoặc là thích cả hai. Thật ra con người của Giang Khải cũng không tệ, Hạ Hoa và Đông Tuyết đều không có đối tượng, có cần bàn bạc với đám người lão hồ tạo một vài cơ hội cho bọn họ không? Giang Khải tìm được Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ ở địa bàn mới. Thì ra Hà Thi thi sắp xếp chỗ ở cho mấy người bọn họ ở chỗ mới, xây mấy gian nông trại ở sân sau tuy căn phòng nhỏ hơn những tòa đại điện đó rất nhiều nhưng càng giống chỗ ở chân chính khải đội sao ngươi lại quay về sớm như vậy hồ ngôn vừa thấy giang khải đã bước nhanh đến đúng vậy không phải nói cần đặt huấn ba tháng sau nguyễn ngữ cũng kỳ quái hỏi giang khải nhìn lão hồ giận không có chỗ trúc lão hồ ngươi nói ta thích thầm mến hồ ngôn suy nghĩ thêm chút lập tức biết chuyện gì xảy ra vội vàng giải thích ta ta không nói như vậy ta chỉ nói ngươi thầm mến mười nữ hài, Giang Khải suýt nôn ra máu. Còn không bằng nói hắn thích thầm mến người khác đâu, hiện tại ngay cả con số cũng lộ ra. Không đúng, trụ tử không nói cho ngươi biết ta chỉ thầm mến chín người, còn có noãn noãn, chính thêm một vừa hay 10 người. Hồ Ngôn vội nói. Khiếp. Nguyễn Ngữ suy nghĩ lại cảm thấy không ổn, nói, có lẽ không chỉ 10 người, lần trước ta nghe trụ tử nói ngươi còn thầm mến tỷ tỷ của tô noãn noãn, vậy là 11 người, Giang Khải đã không còn sức cãi lại, rõ ràng trong đội ngũ này mình là người bình thường nhất, qua lời kể của hai con hàng này hắn lại biến thành người biến thái nhất. Được được được, ta không tranh luận điều này với các ngươi nữa, cái đó, Lão Triệu và Âu Dương đâu, bọn họ dẫn người thăng cấp rồi, hành trình của hai người bọn họ đã bị Hà Thi Thi sắp xếp kín, vốn dĩ hai chúng ta cũng muốn dẫn người nhưng một mình ta không có thủ đoạn công kích gì. dê căn bản không có khả năng tự dẫn đội, hắn cũng không quen những người kia, ta sợ hắn đẩy ngã người một nhà. Hồ Ngôn nói. Giang Khải gật đầu thấy có lý. Vậy hai người các ngươi thu dọn một chút, chúng ta ra ngoài. Đi đâu, cái gì, vẫn là quán khu. Giang Khải nhớ lại cái tên này, hướng đông thành chính số 14, lần này bị khai trừ cũng có chỗ tốt, kịp đến thời điểm mỏ triều cỡ lớn xảy ra. Lại nói, hai người các ngươi cấp bao nhiêu, ta tứ giai cấp 11 hồ ngôn nói ta tứ giai cấp 10 giang khải suy nghĩ bên kia có rất nhiều chiến thần đến dù là tứ giai cũng là cao thủ đỉnh cấp trong số người tự do còn có quỷ dị chức nghiệp tóm lại chúng ta bớt tranh đấu với người khác là được a à, đều là chiến thần đến khải đội vậy chúng ta mạnh bằng người khác sao nguyễn ngữ yếu ớt hỏi giang khải lường nguyễn ngữ một cái ngươi nên uống chút rượu vậy sẽ không nghi ngờ như thế nữa thời gian gấp gáp giang khải quyết định nghỉ ngơi một ngày ngày hôm sau sẽ xuất phát ngày hôm sau trong chủ thần công hội vẫn rất bận rộn giang khải thấy hà thi thi xuân lan và thu lan bận rộn hỏi hạ hoa và đông tuyết đâu hà thi thi như cười mà không phải cười nhìn giang khải quả nhiên ngươi quan tâm hai nàng nhất giang khải ngạc nhiên hai người bọn họ không ở đây đương nhiên hắn phải hỏi một chút sau đó hà thi thi liếc mắt ra hiệu hồ ngôn hồ ngôn vỗ vai gian khải khụ khụ khải đội có thể dẫn theo hạ hoa và đông tuyết cô nương không vì sao lại dẫn các nàng theo còn không phải vì giúp ngươi giải quyết khụ khụ không phải con ngươi hồ ngôn xoay chuyển do dự một chút nói cái đó khụ khụ hai người các nàng muốn kiếm một ít điểm tích lũy công hội đổi tài liệu chuyển chức người ta đã sớm là tứ giai mắc cấp còn thiếu mấy tài liệu đang muốn nhanh chóng chuyển chức nói xong hồ ngôn âm thầm véo nguyễn ngữ nguyễn ngữ vô thức nói a à, đúng đúng kiếm điểm tích lũy công hội hồ ngôn trợn mắt lường nguyễn ngữ bổ sung nếu các nàng có thể tăng lên siêu phàm vậy công hội chúng ta sẽ có bốn chiến thần thứ nhất vừa tăng thực lực cũng thuận tiện để sau này các nàng dẫn dắt người mới thứ hai hiện tại công hội đang phát triển cần chiến thần chống đỡ giữ thể diện giang khải nghe xong thấy lão hồ nói có lý dù sao vẫn là quán khu không chỉ có một mình hắn dẫn theo hai người cũng không quan trọng được thôi các nàng đâu không lâu sau hạ hoa và đông tuyết vội vã chạy đến khải đội đông tuyết rất vui vẻ gọi hạ hoa hơi không tình nguyện nhưng bị ánh mắt của thi thi tỷ nhắc nhở vẫn gọi khụ khụ khải đội giang khải đánh giá hai người một chút hôm nay các nàng đều mặc rất đẹp khí chất hoàn toàn khác biệt với trước đó lại nói Giá trị nhan sắc của Hà Thi Thi và tứ quý hoa đô thật sự rất cao, thậm chí hắn nghi ngờ có phải Hà Thi Thi có sở thích ở phương diện nào đó, mới tìm bốn mỹ nữ như thế làm bạn ở bên cạnh. Người đến đông đủ, Giang Khải nói, vậy đi thôi. Một hàng năm người tiến về khu 14. Ai cũng không biết ca ta đã chạy đi đâu, vẫn là giao cho hắn thì yên tâm hơn. Giang Khải nói thầm. Khải đội, còn chưa có tin tức của đại ca, chưa có, cũng không đăng xuất, cũng không ai thấy bọn họ nhưng tưởng đại ca vẫn ở cạnh hắn. dáng vẻ của Giang Khải như tâm sự nặng nề. Hồ Ngôn gật đầu nói, Khải đội, ta đã tính một quả cho đại ca ngươi, gần đây không gặp được nguy hiểm gì. Hắn từng nghĩ có khí nào đại ca đã rơi vào tay huyền vũ không, nhưng nếu bị bọn họ bắt thật thì huyền vũ chắc chắn sẽ tìm đến mình, nhưng cho đến bây giờ huyền vũ, hoàng gia vẫn chưa đi tìm mình. Giang Khải hiểu rõ đại ca, thật ra lấy tính cách của đại ca, hắn luôn chuyên tâm thăng cấp cũng không phải không có khả năng, dù sao việc mà đại ca đã quyết định, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ kiên trì. Chỉ là chỗ của mình còn có một ít tài liệu chuyển chức thiên mệnh, vốn định đưa cho đại ca, hiện tại cũng chỉ có thể giữ lại. Lão Hồ, đúng, đến lúc nghỉ ngơi ngươi tính toán nhân duyên giúp ta. Giang Khải đột nhiên nhớ đến chuyện này. Ta, Hồ Ngôn rất muốn nói từ sau khi hắn ta ở cạnh Đông Ly, xác suất xem bói nhân duyên chính xác giảm xuống trên diện rộng. Nhưng hắn ta thấy ánh mắt khát vọng của Giang Khải, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra. Được, được, nhưng chưa chắc đã chuẩn. Hạ Hoa và Đông Tuyết đi theo sau lưng ba người Giang Khải, hai người nhỏ giọng thầm thì. Hạ Hoa muội muội, hắn cũng giấu rất kỹ, còn không tìm cơ hội nói chuyện với chúng ta. Hạ Hoa hừ lạnh một tiếng, nếu không sao gọi là thầm mến chứ, nếu hắn có can đảm này có cần thầm mến nhiều nữ hài như vậy không? không phải hắn nhờ lão hồ đại ca tính toán nhân duyên sao? Xem ra trong lòng đang suy nghĩ chuyện này, Đông Tuyết tỷ, ngươi thích hắn sao? Đông Tuyết lắc đầu, tuy việc này đã điều tra xong, là chúng ta nghĩ oan cho hắn nhưng ta căn bản không hiểu hắn, sao có thể trực tiếp thích hắn chứ? Ta cũng vậy, Thi Thi tỷ cũng thật là, cứ muốn chúng ta đi cùng hắn còn nói bồi dưỡng tình cảm một chút, chẳng may thành công thì sao? Sao có thể thành công chứ, dưa hái xanh không ngọt hiện tại thật ra ta vẫn rất chán ghét hắn. Đông tuyết gật đầu, giúp hắn tìm thêm một vài khoáng thạch đi, coi như đến bù cho hắn. Ngày 15 tháng 7, khu 14 xuất hiện rất nhiều cường giả siêu cấp, ngay cả những người tự do cấp 5 sao, vô song cũng không được tính là thực lực mạnh nhất ở chỗ này. Mỏ tiều vẫn lạc quán khu xuất hiện nửa năm một lần sắp bắt đầu, quân đội cho phép bọn họ tự do tiến về khu mỏ quặng. Nơi này sản xuất khoáng thạch dù là chủng loại, Phẩm chất đều vô cùng hiếm có, tuy nói vẫn lạc quán khu nguy hiểm khắp nơi nhưng người có vận khí tốt cũng có thể thắng lợi trở về, thậm chí trực tiếp đổi được tài liệu chuyển chức ngũ dai, lục dai, trong khu an toàn của khu 14 đầy ấp người. Trước ngực rất nhiều người đều viết tên các công hội lớn, đeo huy chương chiến thần điện. Còn phải chờ thời gian mấy ngày nữa mỏ triều mới bộc phát, đám người gian khải cũng ở lại khu an toàn này nghỉ ngơi trước dường như người của khu 14 đã không cảm thấy ngạc nhiên với cường giả đột nhiên xuất hiện, xem ra trước kia thường xuyên có cao thủ đến nơi này. Nguyễn Ngữ vội vàng nhóm lửa nấu cơm, hạ hoa và đông tuyết đang giúp hắn ta. Các nơi trong doanh địa đều là khói bếp lượn lờ. Hồ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Giang Khải, hai người cùng nhìn doanh địa đông đúc xung quanh. Khải đội, thật ra ta rất thích khu an toàn. Ánh mắt Hồ Ngôn nhu hòa nhìn quanh, Ta nhớ cha mẹ ta nói khi bọn họ còn bé, phụ huynh sẽ dân bọn họ đi đạp thanh, du sơn ngoạn thủy, cắm trại giả ngoại, chắc loại cảm giác này không khác bây giờ bao nhiêu. Giang Khải nhẹ gật đầu, ở độ tuổi của hắn cũng không hiểu nhiều về chuyện trước thời đại thú thần. Nhưng nhìn bóng người đầy khắp núi đồi, Giang Khải cũng rất thích loại cảm giác này. Gần đây, việc tăng chức nghiệp của Giang Khải vẫn không có tiến triển, bị khai trừ khỏi đặc huấn chiến thần điện, cũng không cách nào lĩnh ngộ bước thứ 8 chiến bát hoang, cũng không thể hoàn thành việc đơn đấu bót vương cấp có thể nói trong khoảng thời gian này giang khải gặp rất nhiều khó khăn nhưng khi hắn ngồi ở chỗ này nhìn bóng người bận rộn ở xung quanh hoàn cảnh ồn ào trong lòng lại có thể cảm nhận được chút yên tĩnh thì ra ở trên con đường này cũng không chỉ có một mình hắn còn có rất nhiều người giống hắn đang bảo vệ phòng tuyến đang tìm kiếm nghĩ cách không ngừng mạnh lên đang tìm bí mật của quỷ tinh đường ra cho địa cầu ta cũng thích loại cảm giác này trên mặt Giang Khải theo bản năng nở một nụ cười. Im lặng một lúc lâu, Hồ Ngôn hít sâu một hơi. Đáng tiếc, dù sao khu an toàn cũng là khu an toàn, cũng không phải thật sự an toàn. Giang Khải mỉm cười, hắn đồng ý với lời nói của Hồ Ngôn, rất hiển nhiên hai người đều quay về hiện thực từ trong thế giới yên tĩnh này. Trên đường đi ngẫu nhiên dừng lại không có vấn đề, nhưng bọn họ vẫn phải đi tiếp. Đúng rồi lão Hồ, bên khu 18 dự định đánh thủ vệ chi chủ khi nào? ta nghe nói hai ba tháng sau sẽ bắt đầu. Hiện tại có quốc hồn, thực lực của tất cả mọi người đều được tăng lên trên diện rộng, cho nên bên quân đội thực hiện trước thời hạn. Giang Khải gật đầu, đúng vậy, hiện tại quốc hồn mạnh hơn lúc quốc chiến một chút, hơn nữa tỷ lệ bạo kích tăng lên, với bóp chiến cũng càng ra sức hơn, tốc độ hoa hạ khai thác quỷ tinh tăng nhanh rõ rệt. Nếu có thể tăng lên đến siêu phàm ngũ giai trước khi hoa hạ công chiếm Thái Bình Sơn Đạo, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn chút, đến lúc đó dẫn theo Đông Ly rời khỏi Thái Bình Sơn Đạo. Hồ Ngôn đột nhiên thở dài một hơi, khải đội, nếu Đông Ly rời đi vậy Hoa Hạ sẽ thiếu một cái giả tính đồ đằng. Sắc mặt Giang Khải nghiêm nghị, im lặng một lát nói, về điểm này không cần lo lắng, không phải có bản đồ ẩn sao, lần trước chúng ta giết Bạch Hổ Yêu Vương xong, Thái Bình Sơn Đạo đã có thêm một khối triệu hoán đầu cốt, vậy nếu lần sau tìm ra một bóp bản đồ trong bản đồ ẩn thì có thể bổ sung. Hồ Ngôn còn hơi lo lắng. Hắn ta thở dài một hơi, nói, ta cảm giác đông ly như người sống bị nhốt ở chỗ này, đương nhiên, chúng ta hiểu nàng không phải người nhưng ta luôn cảm giác nàng là sự tồn tại chân thật. Bây giờ thực lực của ta quá yếu, ta rất sợ đến lúc đó không bảo vệ được nàng. Giang Khải vỗ vai của hắn ta, ta có thể cảm giác được Đông Ly cũng rất thích ngươi, Hình như nàng vì ngươi mới bằng lòng rời khỏi Thái Bình Sơn Đạo. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ cố hết sức lực của mình giúp ngươi cứu Đông Ly ra ngoài. Hồ Ngôn nhìn về phía Giang Khải thấy ánh mắt kiên định của Giang Khải, Hồ Ngôn nặng nề gật đầu, "Khải đội, ta tin tưởng ngươi." Lúc này Nguyễn Ngữ cũng đi tới, "Cơm chín rồi." Giang Khải mỉm cười vỗ vai Hồ Ngôn, "Đi thôi, ăn nhiều chút, lần này người tranh cướp khoáng thạch đều là nhân vật hung ác, không có sức lực thì không được." La Bình cho Giang Khải tin tức còn có bản đồ rất kỹ càng, hơn nữa còn đưa một vài tin tức liên quan kỹ càng lúc mỏ triều xảy ra. Trong tin tức có nói, lúc trước tranh đoạt khoáng thạch đều rất kịch liệt, trong quá trình mỏ triều bột phát có một quy định bất thành văn, chỉ cần khoáng thạch chưa nằm trong túi thể của ai thì có thể tranh đoạt. Còn có một mặt, nghe nói trong quá trình mỏ triều bột phát còn có rất nhiều giả thú tiến về khu vực này. Ngoài ra còn có một điểm, đến lúc đó còn có quỷ dị chức nghiệp xuất hiện, có thể nói, mỏ triều xuất hiện là kỳ ngộ và nguy hiểm cùng song hành, hai ngày sai, đội ngũ chuẩn bị tiến về vẫn là quán khu lần lượt xuất phát. Vẫn là quán khu ở khu vực không biết bên ngoài khu 14, trải qua thời gian một tuần lặn lội đường xa, cuối cùng đám người Giang Khải đã tiến vào phạm vi vẫn là quán khu. Lúc bọn họ đi vào vẫn là quán khu, phát hiện hình dạng mắt đất vô cùng kỳ quái. Trong cả khu vực này có mất trăm cái hố nông sâu không đồng nhất, có to có nhỏ rải rác khắp nơi, đặt đai mặt ngoài những cái hố to này đều là màu đen, không bị thực vật che kín. Một phần hố sâu đã lộ ra tầng nham thạch trong lòng đất. Giữa từng cái hố còn có một số lối đi bất quy tắc, những lối đi này cũng bất quy tắc nhìn không giống là quân đội tổ chức đào móc, có thể bị người ta tạm thời đào ra. Trong cả khu vực này tràn ngập một tầng sương mù màu trắng, tầm nhìn cũng không cao. Vừa tiến vào vẫn lạc quán khu, Giang Khải chú ý đến đội ngũ khác cũng không vội tiến vào khu mỏ quặng mà lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời ở khu vực xung quanh. Đám người gian khải cũng tìm một chỗ dựng danh địa tạm thời. Đến đêm, đám người gian khải cũng cảm giác được mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, kéo dài cả một buổi tối. Hạ Hoa nói đây là năng lượng nào đó trong mặt đất dao động, khiến vỏ quả đất vận động. Cũng chính vì loại vỏ quả đất vận động này, cho nên khoáng thạch vốn ở trong lòng đất sẽ xuất hiện ở mặt đất. Những cái hố này, có người suy đoán là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, những khoáng thạch đó ở sâu trong lòng đất trở thành tài nguyên khoáng sản thực phẩm phong phú. Nhưng điều kỳ quái là quỷ tinh vốn là giả thuyết, tại sao có thể có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống? Cho nên cách nói này cũng chưa nhận được sự xác nhận. Hạ Hoa nói. Giang Khải hơi ngạc nhiên. Người biết mỏ triều bột phát đương nhiên biết. Hạ Hoa lạnh lùng nói. Trước kia ta là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Huyền Vũ, hơn nữa ta cũng là chiến thần dự bị doanh những tin tức này không phải là bí mật với chiến thần. Đúng rồi, tối ngày mai sẽ xuất hiện động đất mạnh, những cái hộ không có quy luật này sẽ hình thành hai loại trạng thái là phun ra và cắn nuốt. Lúc cái hố ở trạng thái phun ra, có xác suất phun ra khoáng thạch hiếm thấy nhưng nhất định phải chú ý nhanh chóng cướp đoạt khoáng thạch, tuyệt đối không thể ở lại trên cái hố trong thời gian dài. Nếu không, một khi nó biến thành trạng thái thôn vệ sẽ bị hút vào trong. Giang Khải nhíu mày nói, nếu bị hút vào sẽ không phun ra ngoài nữa sao, đông tuyết trả lời vấn đề của hắn, ăn vào còn đòi phun ra. Ngươi nghĩ hay lắm. Nếu bị hút vào cũng không biết sẽ bị hút đến nơi nào, trước khi người bị hút vào trên cơ bản 10 ngày sau sẽ tử vong đăng xuất. Hồ ngôn nhíu mày, sao cảm giác những cái hố này như một loại vật sống nào đó, lấy khoáng thạch làm mồi nhữ để bắt con mồi. Hạ hoa gật đầu nói, có rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Hơn nữa chúng nó không chỉ bắt ăn người chơi nhân loại, ngay cả giả thú cũng không tha. Nhưng đây đều là suy đoán, dù sao chưa có ai thấy trong lòng đất có vật sống gì, tóm lại mục đích của chúng ta cũng là cướp đoạt khoáng thạch, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Được Hạ Hoa và Đông Tuyết giới thiệu, năm người có sự hiểu rõ nhất định với mỏ Triều Bộc Phát. Tối ngày hôm sau, tất cả người trong doanh địa thu hồi lều vải, mỗi người đều trở nên căng thẳng. Tài sản to lớn và nguy cơ to lớn đều ở trước mắt, ai cũng không dám chủ quan. Động đất mạnh bắt đầu khiến người ta cảm thấy như là long trời lở đất. Nhưng chấn động cũng không thay đổi hình dạng mặt đất trước mắt, Giang Khải chỉ cảm thấy hắn như đứng trên một khối đất chấn động tần số cao, bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Quá trình này kéo dài một buổi tối, cho đến rạng sáng tất cả đội ngũ xong vào vẫn lạc quán khu. Nơi này có rất nhiều hố mỗi một cái hố đều có thể phun ra khoáng thạch lúc đám người giang khải còn đang tìm kiếm cái hố ít người mấy trăm cái hố trong cả khu vực đột nhiên đồng loạt bộc phát ra tiếng ầm vang to lớn ngay sau đó rất nhiều đất đã bắn ra từ trong mỗi một cái hố tình cảnh như mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời bộc phát chỉ là thứ mà ngọn núi lửa bộc phát ra không phải dung nham mà là nham thạch và đất đai những nham thạch đất đai đó xông thẳng tới chân trời như là mấy trăm cột đá trụ đất xông thẳng tới chân trời có thể đến ngàn mét. Giang Khải hơi ngạc nhiên, lực đánh khủng bố như thế, muốn tìm kiếm khoáng thạch trong đó, lại cướp lấy khoáng thạch vốn không phải một chuyện dễ dàng. Giang Khải, bên này. Hạ Hoa gọi to một tiếng, nơi này có cái hố to, Giang Khải lập tức thu hồi suy nghĩ, lao đến bên cạnh đám người Hạ Hoa. Hiện tại trụ đất điên cuồng sông lên trên, trong tình huống này rất khó phân biệt được khoáng thạch trong đó. Phải làm thế nào tìm được khoáng thạch? Giang Khải hỏi. Đông Tuyết nói, cắt đứt trụ đất, nhưng đông tuyết lại nói thêm một câu, sau lần này lại phun trào mạnh mẽ như vậy, còn mạnh mẽ hơn một lần phun trào mạnh nhất trong lịch sử mà huấn luyện viên chiến thần điện đã nói, đúng vào lúc này, trước một cái hố bên cạnh có một tên chiến thần quát to một tiếng, nghịch quan trưởng, đôi tay chiến thần này đánh ra, hai trưởng ấn từ nhỏ biến thành lớn trực tiếp đánh về phía trụ đất. Hai trưởng ấn này trực tiếp đánh ra rất nhiều nham đất, bắn vào cái hố khác bên cạnh. Đồng đội của hắn ta lập tức tìm kiếm trong những cái nham đất này tìm một lúc một tên chiến thần kích động cầm lấy một cục đá trơn bóng lớn khoảng ngón cái hô lên với đồng bạn bạch nguyệt thạch mấy đội ngũ xung quanh đều nhìn sang với ánh mắt hâm mộ bạch nguyệt thạch đồ tốt là tài liệu chế tác khải giáp chiến thần cực phẩm khối mà bọn họ tìm được có phẩm chất rất cao giang khải nói với nguyễn ngữ nguyễn quỷ một khối nhỏ bạch nguyệt thạch này có giá trị bao nhiêu tiền quân đội không bán thứ kia chủ yếu dùng để chế tác khải giáp chiến thần nhất định phải bán thì ta đoán ít nhất 2.000 vạn. 2.000 vạn. Tinh tệ hay là hoa hạ tệ, tinh tệ. Giang Khải trợn to mắt, cùng lúc đó, đội ngũ xung quanh lần lượt hành động. Đến giai đoạn của bọn họ, phần lớn võ đồ đều có công kích chân khí, lợi dụng công kích chân khí cắt đứt trụ đất, từ đó sàng lọc ra khoáng thạch. Chiến thần những chức nghiệp khác mặc kệ năng lực thực chiến như thế nào, phần lớn bọn họ đều giúp đồng đội tìm kiếm khoáng thạch từ trong nham đất công kích chân khí thật mạnh trên cơ bản mỗi tiểu đội đều phải giao nhiệm vụ cắt đứt trụ đất cho võ đồ có công kích chân khí giang khải nói thầm chỉ có điều muốn cắt đứt bộ phận nham đất từ trong trụ đất phun trào mạnh mẽ như thế yêu cầu với lực công kích cũng rất cao giang khải thấy một số võ đồ công kích chỉ có thể đánh ra chút ít nham đất vậy chút nham đất đó rất khó tìm ra được khoáng thạch khải đội chúng ta làm thế nào hồ ngôn hỏi ngươi không có công kích chân khí chỉ có nguyễn ngữ có nhưng uy lực công kích chân khí của nguyễn ngữ cũng không lớn hà hoa nói chúng ta chắc chắn không có khả năng thu hoạch càng nhiều hơn những chiến thần kia ta và đông tuyết cũng có thể đánh ra công kích chân khí nếu không ba người chúng ta công kích hồ đại ca và giang khải tìm bảo thạch giang khải lắc đầu ta tìm bảo thạch ta cũng không biết được bao nhiêu bảo thạch lại nói Tuy Nguyễn Quỷ không có giới hạn gì nhưng dù hắn uống nhiều hơn, chắc cũng không cảm thấy hứng thú với một trụ đất đi. Một đám người đều nhìn về phía Nguyễn Ngữ. Nguyễn Ngữ thấy ánh mắt của những người khác, vội vàng nói, đừng, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ cảm thấy hứng thú với sinh vật, đi. Nói đến cuối cùng, ngay cả hắn ta cũng không chắc chắn lắm. Hồ Ngôn suy nghĩ, nói, Ehios biết đội, tốt nhất vẫn là ngươi công kích. Giang Khải gật đầu, Thật ra ta cảm thấy sở dĩ bọn họ dùng công kích chân khí, cũng không phải vì công kích chân khí có lực phá hoại với phòng ngự phổ thông, đơn giản là công kích chân khí có năng lực tấn công từ xa, hơn nữa lực công kích gần như không suy giảm. Hồ Ngôn bổ sung, còn có phạm vi công kích, Giang Khải gật đầu, nếu nói công kích tầm xa, hắn tự tin không hề kém hơn những người khác, quan trọng hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh xuyên trụ đất, mà không thể cắt đứt một đoạn trụ đất giống những chiến thần khác. Sương trắng không ngừng bị trụ đất xông lên tận trời xung quanh đẩy lên bầu trời nhưng trong đó có một đám sơn trắng không biết đến từ nơi đâu vẫn vô cùng dày nặng tầm nhìn cũng không xa đám người gian khải chỉ có thể thấy bốn năm cái hố xung quanh mấy đội ngũ kia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch Giang khải ta và đông tuyết thử trước một chút chúng ta cũng không thể tay không ra về hạ hoa nói xong đã rút ra trường kiếm nàng và đông tuyết đồng thời vung ra kiếm khí đánh ra một số nham đất chỉ là các nàng cắt đứt quá ít cột đất cũng chưa từng xuất hiện khoáng thạch sau khi các nàng đánh ra công kích chân khí đều phải nghỉ ngơi một lúc lâu. Vậy không được, Giang Khải cao mày, dựa theo tình huống hiện tại bọn họ thật sự không có nhiều thu hoạch. Nhìn đám người hạ hoa đang bận rộn giúp đỡ, Giang Khải chìm vào suy nghĩ. Đông tuyết chú ý đến Giang Khải đang ngây ngốc nhìn hai nàng, hơi ngạc nhiên nói nhỏ với hạ hoa, Giang Khải đang nhìn trộn chúng ta. Ta biết, thầm mến mà, chắc chắn phải nắm bắt tất cả các cơ hội vụn trộn nhìn chúng ta. Hạ Hoa từ tốn nói, nhưng hắn lại đồng thời thầm mến hai chúng ta, thật buồn nôn. Đúng vào lúc này, Giang Khải đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong đại hội đánh cược lần trước, hắn thắng được một món bảo cụ từ trong tay Hạ Hoa tên là thôn phệ bảo ngọc. Mặc dù bảo cụ này là đồ vật siêu phàm, nhưng Hạ Hoa lại có thể sử dụng. Hạ Hoa, vì sao ngươi có thể sử dụng thôn phệ bảo ngọc? Giang Khải chạy đến bên cạnh Hạ Hoa hỏi lúc ấy Hạ Hoa tứ giai mắt cấp đã dùng được thôn phệ bảo ngọc siêu phàm mũ dai, Hạ Hoa nhíu mày suy nghĩ vẫn nói chi tiết cho Giang Khải biết ta ta có cái này nói xong nàng lấy ra một món bảo cụ khác đây là một tảng đá màu xanh tối như là một khối vĩ thúy thượng thừa vô cùng đẹp mắt đây là huyễn quan bảo ngọc có thể khiến trang bị khác xuất hiện ảo giác với người sở hữu huyễn quan bảo ngọc trên cơ sở không giảm đẳng cấp đồ vật lại sớm sử dụng đồ vật cao giai đương nhiên Đồ siêu phàm có sự khác biệt rất lớn với đồ vật phàm nhân, dù sử dụng Huyễn Quang Bảo Ngọc cũng chỉ có thể khiến hiệu quả của đồ vật siêu phàm giảm bớt rất nhiều. Đưa Huyễn Quang Bảo Ngọc cho ta trước, chút nữa trả lại cho ngươi." Giang Khải lập tức nói. "Ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi." Giang Khải nhấn mạnh. Hạ Hoa nhìn dáng vẻ gấp gáp của Giang Khải, cộng thêm trước đó còn cảm thấy ấy nấy với Giang Khải liền cắn răng một cái, đưa bảo ngọc cho Giang Khải. "Đây là cho ngươi mượn." Đông Tuyết cũng lấy ra một khối huyễn quang bảo ngọc đưa cho Giang Khải. Ta cũng có một khối, hiệu quả của hai khối bảo ngọc sẽ tốt hơn chút. Nhưng rốt cuộc ngươi cần làm gì? Giang Khải tiếp nhận hai khối bảo ngọc, mỉm cười. Hắc hắc, có thứ này thì tùy tiện nhặt bảo thạch. Ngay sau đó, Giang Khải lấy ra thôn phệ bảo. Ngọc, lại lấy ra diêm vương lệnh và quang minh thần lệnh. Biến ảo, hai tấm chủ thần bài đều có năng lực biến ảo. Hơn nữa sau khi chúng nó biến ảo còn có thể kế thừa hiệu quả của trang bị lúc đầu. Sau đó, Giang Khải trả lại thôn phệ Bảo Ngọc cho Hạ Hoa, làm thù lao, trả lại cái này cho ngươi. Lúc này, Giang Khải rút đi hình thái Bảo Ngọc của hai tấm chủ thần bài, chỉ để chủ thần bài kế thừa hiệu quả thôn phệ của thôn phệ Bảo Ngọc. Thử chút xem. Giang Khải vung Quang Minh thần vực ra. Quang Minh thần lệnh chui thẳng vào trong cột đất, một lát sau chui ra từ một bên khác. Giang Khải lại thông qua suy nghĩ khống chế Quang Minh thần lệnh, để nó xuyên qua trụ đất thứ hai cứ lặp đi lặp lại như thế, quang minh thần lệnh vừa đi vừa về nhanh chóng xuyên qua cột đất xung quanh mấy chục lần liền quay về trong tay giang khải được phun ra đi một đống lớn đất đá đổ ra từ trong quang minh thần lệnh hoa hồ ngôn nguyễn ngữ Hạ hoa và đông tuyết vô cùng khiếp sợ vội vàng chạy đến vậy cũng được bọn họ lập tức tìm kiếm trong đất đá không lâu sau nguyễn ngữ cầm lấy một cục đá kích động lao đi bùng đất bao trùm bên trên để lộ ra một cục đá màu đỏ nhạt bên trong là long đảm thạch khải đội long đảm thạch giang khải nhíu mày thứ này đáng tiền không tiếp theo giang khải thấy bốn người nhìn mình như nhìn một người quái dị hắn lập tức hiểu ra không cần phải nói giá trị của long đảm thạch tuyệt đối đáng tiền từ khi giang khải phát minh kỹ xảo đào khoáng mới này tiểu đội hỏa thần lập tức bận rộn diêm vương lệnh vẫn dùng tốt hơn quan minh thần lệnh rất nhiều Giang Khải chỉ cần sử dụng thời gian chưa đến một canh giờ, Diêm Vương lệnh điên cùng công kích trụ đất một trận có thể thôn vệ hàng tấn đất đá. Quang Minh thần lệnh thì cần Giang Khải dùng suy nghĩ khống chế không ngừng công kích trụ đất. Người vất vả nhất là tiểu đội bốn người kia. Hồ Ngu ngồi trên một đống đất nhỏ, ngẩng đầu núi đất nhỏ ở trước mặt, thở dài một hơi, khải đội kiếm nhiều như vậy, tốc độ đào khoáng của chúng ta còn kém hơn tốc độ cắn nuốt của hắn. Nguyễn Ngữ cầm cái cào chuyên nghiệp của hắn ta nghiêm túc tìm kiếm trong đống đất. Hạ hoa và đông tuyết vừa đào khoáng vừa đẩy đất đá dư thừa vào trong cái hố. Đương nhiên, thu hoạch của bọn họ cũng rất khả quan. Long đảm thạch, long tâm thạch, bạch nguyệt thạch, hà nguyệt thạch, thời gian nửa tiếng đã tìm được hơn 20 viên khoáng thạch. Người khác đến vẫn là quán khu mấy lần cũng không có thu hoạch khoa trương như chúng ta, chúng ta kiếm nửa giờ bằng người ta thu hoạch mấy năm. Hạ hoa lắc đầu. Đông Tuyết tò mò hỏi, Hồ Đại Ca, Nguyễn Đại Ca, trước kia các ngươi đều tìm bảo vật như thế sao? Hồ Ngôn thở dài một hơi, sau này ngươi thường xuyên đi ra ngoài với chúng ta, từ từ sẽ quen thôi. Nói đến mấy loại bảo rương, tìm bảo vật, kiếm tiền gì đó, IQ của khải đội có thể lập tức đặt tới mức độ trần nhà của nhân loại nhưng nói đến cái khác, cũng chỉ bình thường thôi. Nguyễn Ngữ vừa cúi đầu đào khoáng vừa bổ sung một câu, có đôi khi bình thường cũng chưa đến ví dụ như việc theo đuổi nữ hài này ta cảm thấy trình độ của khải đội cũng tương đương với thiểu năng trí tuệ nếu ta có giá trị nhan sắc thực lực độ tuổi này của hắn thì một ngày đổi một bạn gái hồ ngôn trợn mắt lường nguyễn ngữ sao ngươi lại giống triệu thiết toàn thế cặn bã không phải ta chỉ đang so sánh một ngày đổi một người dù sao cũng mạnh hơn hắn vẫn luôn là chó độc thân đi hồ ngôn lắc đầu nói mò gì đấy khải đội có người mình thích không phải đang ở trước mắt sao? Nguyễn Ngữ ngước mắt nhìn Hạ Hoa và Đông Tuyết một chút, chợt hiểu ra, a à đúng, ách, Hạ Hoa, Đông Tuyết, đừng hiểu lầm, thật ra Khải đội cũng một lòng. Hạ Hoa hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, một lòng. Một lòng có thể thầm mến 13 nữ hài, 13 người rồi sao? Hồ Ngôn cảm thấy rất hứng thú. Lúc đi học có 9 người, Tô Noãn Noãn và Tỷ Tỷ nàng là hai người, cộng thêm Khụ khụ ta và đông tuyết chẳng phải 13 người rồi sao, đúng vậy, Giang Khải đang bận rộn cắn nuốt trụ đất, lúc tìm bảo vật hắn có lực chuyên chú trước nay chưa từng có, cũng không nghe thấy bên này có bốn người đang thảo luận về lịch sử tình cảm của hắn. Nhắc đến chủ đề thầm mến khiến đông tuyết thấy hơi xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nàng hơi lo lắng nhìn núi đất nhỏ trước mặt, nhanh bảo Giang Khải dừng lại, làm nhiều như vậy cẩn thận bị người khác để mặt đến, hồ ngôn nói, vừa rồi ta đã nói hắn, hắn nói không có chuyện gì, trừ khi có giả thú và quỷ dị chức nghiệp giả, những chiến thần khác không dám cướp đồ của hắn. Thôi đi, thật khoác lác. Hạ Hoa Kinh thường nói, ở nơi này có rất nhiều người đều là cấp chiến thần, lục giai cũng không ít, hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy, Đông Tuyết vừa nói xong đã có một nhóm người đi về phía bên này. Này, mấy người các ngươi cút ngay, lúc đầu chúng ta đã muốn lấy khu đất này, Hạ Hoa và Đông Tuyết nhìn về phía người tới, một hàng sáu người cao lớn mạnh mẽ, khí thế hùng hổ, vừa thấy huy chương chiến thần trước ngực bọn họ có ký hiệu thanh long công hội lập tức hơi lúng cúng. Đúng, đúng là chiến thần, hai người chậm rãi đứng lên, thân thể không tự chủ được lùi lại. Hồ Đại Ca, Nguyễn Đại Ca, có người đến, Nguyễn Ngữ đang đào đất cũng không ngẩng đầu lên, gọi to một tiếng, khải đội, có người đến gây chuyện, người cầm đầu phía đối diện lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt ánh mắt của hắn ta còn không nhịn được nhìn núi đất nhỏ sau lưng bọn họ. Khá lắm, kiếm được nhiều đất như vậy, nói đây là một ngọn núi vàng cũng không quá đáng, điều thú vị hơn là, đám người này chưa có một ai đạt đến đẳng cấp chiến thần. Không có thực lực còn chiếm nhiều tài phú như vậy, các ngươi cảm thấy các ngươi có cơ hội mang những bảo thạch này đi sao, gọi đội trưởng của các ngươi có tác dụng sao. Dù là chiến thần lục giai thì hắn cũng phải nhường ra những nguyên thổ này, hồ ngôn đứng lên, đi đến trước người hạ hoa và đông tuyết, nhìn mấy chiến thần trước mặt một chút mọi người dựa vào bản lĩnh đào khoáng tại sao các ngươi phải cướp vào chúng ta không sai đúng là dựa vào bản lĩnh người kia cười lạnh một tiếng chúng ta cướp đoạt nguyên thổ từ trong tay các ngươi cũng là dựa vào bản lĩnh có lỗi sao hồ ngôn hơi hiếp mắt lại được ngươi đừng hối hận khải đội đừng đào nữa có người đập phá quán đến một chút khải đội gọi mấy lần cuối cùng giang khải đã tỉnh táo lại từ trong việc điên cuồng vơ vét tiền hả có người đập phá quán không được vậy phải đến xem một chút chiến thần cầm đầu đi tới từng bước một hiện tại nhường ra những nguyên thổ này ta có thể không làm các ngươi bị thương ta cho các ngươi ba giây để biến mất ở trước mặt ta ba hai một số một cuối cùng cũng không phải chiến thần này nói một nam nhân đầy bụi đất đi ra từ phía sau sườn đất nhỏ khải đội làm gì thế gọi ngươi cả nửa ngày hồ ngôn bất mãn nói không phải ta đang bận sao giang khải giải thích một câu sau đó nhìn về phía mấy chiến thần này thanh long à ta còn tưởng là huyền vũ đây các ngươi đi thôi ta không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi bồ thật điên chiến thần cầm đầu hừ lạnh một tiếng không sai ta chính là thanh long đồng thời ta cũng là chiến thần tam tinh của chiến thần điện địa phương ta cũng muốn xem các ngươi có vốn liếng gì để ngông cuồng Giang Khải hơi nhíu mày, cho nên, ngươi đã quyết tâm muốn cướp nguyên thổ của chúng ta hả, không sao. Nhiều nguyên thổ như vậy, dù là chúng ta cũng phải kiếm thật lâu, nhưng đuổi các ngươi đi chỉ cần động ngón tay, sao lại không làm chứ. Giang Khải hừ lạnh một tiếng, vậy sao, nguyên thổ ở đây, nhưng ta đảm bảo dù ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không dám lấy. Ha 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 ha. Thật sự vừa cùng vừa điên, ngươi đưa hay không đưa cho ta đều là của chúng ta. Giang Khải biểu môi, biết ta là ai không, ngươi là ai cũng vô dụng, quân đội sớm có quy định chỉ cần khoáng thạch không vào túi của các ngươi, vậy tất cả mọi người có thể cướp đoạt. Giang Khải hừ lạnh một tiếng, được, đưa số nguyên thổ này cho bọn họ, chúng ta đi. Hạ Hoa và Đông Tuyết đều choáng váng. Giang Khải nói một lúc lâu, sau cùng lại nhận sợ nhanh hơn bất kỳ ai, Nguyễn Ngữ, đừng đào, đi. Hồ Ngôn kéo Nguyễn Ngữ, Hạ Hoa, Đông Tuyết, Khải đội nói đi, chúng ta đi, Điều này, Hạ Hoa và Đông Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồ Ngôn Lôi đi theo. Sáu tên chiến thần thanh long nhìn năm người rời đi, nhìn nhau không khỏi cười như điên. Ha ha ha, ta còn tưởng xương cốt của đội trưởng bọn họ cứng rắn đến mức nào, hóa ra là cục bột mềm nhất, nhiều nguyên thổ như vậy, đệt mở phát tài, mọi người tranh thủ đào đi, nhiều nguyên thổ như vậy còn bận rộn một lúc. Chờ chút nữa đào xong lại đi tìm bọn họ, biết đâu lại có thể cướp được nguyên thổ, nhưng ngay lúc đang nói chuyện, đột nhiên một tên chiến thần ngơ ngác xảy ra chuyện gì ta quốc hồn của ta đâu quốc hồn của các ngươi còn đó không sao quốc hồn lại biến mất đột nhiên có người ngẩng đầu vừa rồi ta nghe thấy bọn họ gọi đội trưởng của bọn họ là khải đội chờ chút tên kia không phải là giang khải chứ giang khải không tốt nhanh nhanh đuổi theo hắn đến bây giờ hạ hoa và đông tuyết còn chưa hiểu rõ tình hình giang khải cứ đi như thế hơn nữa Hồ Đại Ca và Nguyễn Đại Ca lại không có chút ý kiến nào, hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng tuyệt đối với Giang Khải. Đây là phong cách hành động của hỏa thần. Sao không giống với sự tưởng tượng của ta? Đông Tuyết Kỳ quái nói. Hạ Hoa hừ lạnh một tiếng, còn tưởng Giang Khải là tên không sợ trời không sợ đất, ai biết lúc sợ còn nhanh hơn bất kỳ ai. Đã sớm bảo hắn đừng đào nhiều nguyên thổ như vậy, còn nói chắc chắn không ai dám đến cướp, bây giờ bị vả mặt đi. Đông tuyết cao mày, lo lắng nói, chỉ sợ chúng ta dễ dàng tặng nguyên thổ cho người khác như vậy, người ta còn đến gây chuyện với chúng ta. Người hiền bị bắt nạt, càng nhượng bộ càng khiến người ta được một tất lại muốn tiến một thước. Hai nữ nhân đang châu đầu ghé tai, Giang Khải cũng mặc kệ bọn họ, dẫn đội nhanh chóng rời đi. Nhưng còn chưa đợi đám người Giang Khải đi được bao xa, đã thấy mấy chiến thần kia lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Xin dừng bước, Hạ Hoa thấy người tới, đây không phải mấy người thanh long trước đó sao giang khải thản nhiên nhìn những người này nói làm gì chiến thần thanh long cầm đầu mấy lần muốn nói lại thôi giang khải không nhịn được nói ấp a à ấp úng không có việc gì thì chúng ta đi người kia nghe giang khải nói muốn đi cũng không quan tâm nhiều như vậy vội vàng nói cái đó khải đội chúng ta sai rồi xin tha thứ cho chúng ta xin nhờ nghe được câu này tấm của hạ hoa và đông tuyết suýt thì rơi xuống đám chiến thần này chạy đến lại là để nói xin lỗi giang khải đường đường là chiến thần trực tiếp gọi giang khải là khải đội xảy ra chuyện gì rồi hả đông tuyết khiếp sợ nhìn về phía đông tuyết trong mắt đông tuyết cũng có vẻ mơ hồ khải đội trước đó chúng ta có mắt như mù không biết ngươi là giang khải nên mới mạo phạm xin ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân tha cho chúng ta một con đường người kia nói xong đồng bạn của hắn ta cũng vội vàng nói theo khải đội Chúng ta thật sự biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, xin ngươi tha cho chúng ta đi. Giang Khải hừ lạnh một tiếng, trước đó ta đã cảnh cáo các ngươi, là các ngươi không nghe lời khuyên không thể trách người khác. Các ngươi nhận lấy nguyên thổ đi, chắc nơi đó có rất nhiều khoáng thạch, ta từ bỏ. Đừng đừng đừng. Giang Khải, Khải đội, đại ca, chúng ta, chúng ta thật sự biết sai, chúng ta còn chưa động đến những nguyên thổ đó, trả lại nguyên cho ngươi, còn có cái đó, chúng ta thấy hình như các ngươi cũng không đủ người, vậy đi, chúng ta đào khoáng giúp các ngươi, các ngươi chỉ cần nhìn chúng ta đào là được. Ồ, trước đó chúng ta còn lấy được 8 khối khoáng thạch, đưa cho ngươi hết, chỉ mong ngươi nhận lại nguyên thổ, hạ hoa và đông tuyết chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, tình huống này là thế nào? Trước đó đám người này còn kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, hiện tại hận không thể khóc lóc kêu rên, hận không thể quỳ xuống cầu xin giang khải thu hồi nguyên thổ lúc này hình tượng của giang khải ở trong mắt hai nữ nhân này trở nên cao lớn mà thần bí giang khải lạnh nhạt nhìn những người này suy nghĩ rồi quay đầu hỏi lão hồ lão hồ người nói có tha thứ cho bọn họ không hồ ngôn suy nghĩ nói người kiếm nhiều nguyên thổ như vậy bốn người chúng ta không kịp xử lý chẳng may giả thú đến cũng khá rắc rối giang khải gật đầu được thôi sáu người các ngươi phụ trách đào khoáng, lão hồ, các ngươi trông coi bọn họ là được. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi dám nuốt riêng khoáng thạch thì sau này không còn chỗ bàn bạc nữa, siêng năng làm việc, nếu ta cảm thấy biểu hiện của các ngươi tốt thì sẽ tha thứ cho các ngươi. Đa tạ, đa tạ. Chúng ta nhất định đào khoáng thật tốt, tuyệt đối không lười biếng. đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói, mời năm vị quay trở về, vất vả. Giang Khải vô cùng không tình nguyện quay người, thở dài một hơi, ai, vẫn làm mềm lòng, dẫn đường đi. Hạ Hoa và Đông Tuyết đi theo sau lưng đám người thật sự không thể tin vào tình cảnh vừa xảy ra. Đông Tuyết nhẹ nhàng kéo tay áo Hồ Ngôn, Hồ Đại Ca, xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết, vì sao còn thản nhiên như thế, các ngươi đi theo khải đội thì phải học cách bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hồ Ngôn từ tốn nói. Không may Giang Khải lại nghe thấy câu nói này, hắn trợn mắt liếc Hồ Ngôn một cái. Việc ta làm không gọi là việc sao, việc hai người kia làm mới gọi là quá đáng đấy. Hạ hoa và đông tuyết ngỡ người, trong lòng vô cùng chấn động. Việc mà Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ làm ra còn quá đáng hơn Giang Khải. Mặc kệ có phải Giang Khải đang nói quá hay không nhưng chắc không kém bao nhiêu. Đây chính là tiểu đội hỏa thần trong truyền thuyết sao? Trước khi mình đi lịch luyện trải qua nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Đến chỗ của tiểu đội hỏa thần hoàn toàn là trò trẻ con. Mặc kệ thế nào, hiện tại tiểu đội hỏa thần có 6 chiến thần làm trợ thủ, bốn người khác nhẹ nhõm hơn nhiều. 6 người này làm việc rất cố gắng, cẩn thận tìm kiếm khoáng thạch trong nguyên thổ, vừa có phát hiện lập tức giao cho Hồ Ngôn. Hồ Ngôn cũng ghi chép lại thu hoạch của mỗi người, đến sau cùng nếu ai thu hoạch quá ít biết đâu Giang Khải sẽ không vui. 6 người không thể không xắn tay áo, vô cùng nhiệt tình, tuyệt đối không dám sơ suất. Hạ Hoa thật sự không kìm nén được sự tò mò trong lòng, chạy đến chỗ Giang Khải hỏi xem rốt cuộc Giang Khải đã làm thế nào để bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quốc hồn đó. Giang Khải cũng không có ý muốn giấu, ta hủy bỏ tư cách hưởng thụ quốc hồn của bọn họ. Là người sở hữu quốc hồn Hoa Hạ, ta vẫn có chút quyền lợi đó đi. Những lời này cũng khiến Hạ Hoa hiểu ra. Chẳng trách những chiến thần này đều không thể không cúi đầu trước Giang Khải, quốc hồn Hoa Hạ tăng lên vô cùng to lớn, mấu chốt nhất là quốc hồn hoa hạ còn đang không ngừng trưởng thành. Sau này còn có thể đào ra khoáng thạch, nhưng mất đi quốc hồn vậy không có cách nào bổ sung được nữa, Giang Khải còn có thể trừng phạt thanh long công hội. Đông Tuyết đột nhiên nghĩ đến. Hóa ra là vậy, Giang Khải này quá độc ác, trực tiếp hủy bỏ tư cách quốc hồn của chiến thần, hai người nhìn trộm Giang Khải, hiện tại tên kia đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Ta cảm giác tên này có đôi khi đần độn, có đôi khi cà lơ phất phơ, nhưng có đôi khi lại hung ác hơn bất kỳ ai, xấu xa hơn bất kỳ ai. Hạ Hoa nói, thật sự không đoán ra. Nguyễn Ngữ đi đến bên cạnh Giang Khải, cầm Tử Tiên Hồ Lô lên uống một ngụm, Khải đội, chiến thần kia nói nhìn từ cường độ mỏ triểu bộc phát ở nơi này, có khả năng sẽ xuất hiện huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch. Dùng để làm gì? Huyết tinh thạch có thể tăng trang bị nhất phẩm lên đến cấp thần khí. Nhưng có xác suất thành công nhất định thất bại sẽ khiến trang bị ban đầu bị hỏng. Giang Khải trợn to mắt. Chỉ có một hiệu quả này, huyết tinh thạch đã là khoáng thạch cực phẩm nhất, tỷ lệ đại khái là bao nhiêu, sử dụng một viên huyết tinh thạch khoảng 10%, hai viên có thể tăng 10%, nếu ngươi có thể sử dụng 10 viên huyết tinh thạch vậy chắc chắn sẽ thành công. Nguyễn Ngữ tiếp tục nói, trước đó nửa năm một lần mỏ triều cỡ lớn có xác suất cực thấp tuôn ra huyết tinh thạch, nhưng lúc huyết tinh thạch xuất hiện đất đai xung quanh sẽ tản ra ánh đỏ, khá dễ phân biệt, cho nên chúng ta rất khó cướp được. Giang Khải cao mày, hắn rất muốn tăng cửu kiếp truy mệnh lên đến cấp bậc thần khí. Ngoài ra, trong huyết tinh thạch còn có một loại thiên tinh thạch cực kỳ hiếm có, loại bảo thạch này có thể khiến đạo cụ chưa xuất hiện đủ thuộc tính xuất hiện năng lực mang ra hiện thực. Hiếp, Giang Khải không nhịn được hít sâu một hơi. Khá lắm, xem ra thiên tinh thạch chắc chắn là khoáng thạch quý báu nhất trong mỏ triều bột phát. Ngay lúc hai người nói chuyện, mặt đất đột nhiên chấn động, ngay sau đó những trụ đất đang dâng trào kia đột nhiên di chuyển theo hướng ngược lại, từ giữa không trung bị hút vào cái hố. Là giai đoạn thôn phệ. Giang Khải nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cao mày. Lại nói, vẫn là quán khu này thật sự kỳ lạ, trình độ kỳ lạ khác biệt e rằng chỉ mạnh chứ không yếu hơn khu vực sương mù, rốt cuộc phía dưới những cái hố này là cái gì? Nơi này sẽ không phải có thứ gì đó giống với cây liễu lớn chứ trong lòng Giang Khải đang suy nghĩ. Lúc cái hố ở trạng thái thông phệ, trụ đất nhanh chóng bị hút vào dưới đáy cái hố. Mấy trăm cái hố có to có nhỏ này như một cái lỗ đen khiến người nhìn phát khiếp. Hạ Hoa vội vàng nói, Giang Khải, trước lần thứ hai phun trào sẽ có rất nhiều giả thú chạy đến, chúng ta nhất định phải lập tức xử lý sạch những nguyên thổ này. Giang Khải gật đầu, giả thú cũng mặc kệ hắn có quốc hồn hay không, 11 người tăng nhanh tốc độ đào khoáng. Khoảng gần một giờ sau, nguyên thổ bên chỗ Giang Khải cũng đã xử lý gần hết, 6 tên chiến thần giúp Giang Khải đào được hơn 120 viên khoáng thạch, đúng vào lúc này, mặt đất lại truyền đến sự chấn động. Không lâu sau, từ trong sương mù màu trắng dày đặc xung quanh có một con cự viên cả người bao trùm khải giáp nham thạch lao ra, Giang Khải lập tức ném ra truy mệnh, hắn không mong phá giáp, chỉ mong đánh bay giả thú rơi vào trong hố. Sau khi một thanh truy mệnh trong đó bạo kích, cự viên này bị một luồng lực lượng khổng lồ va chạm, rơi vào hố sâu, thân thể của nó bị một luồng lực lượng khổng lồ nhanh chóng kéo vào đáy hố sâu. Cự vi này cũng không có cơ hội phản ứng đã trực tiếp biến mất. Những giả thú nguyên tố thổ, nguyên tố kim này cũng muốn dùng những khoáng thạch này để tăng cường thực lực của mình, nên mới đến tranh đoạt khoáng thạch. Hạ Hoa giải thích, chúng nó đã đến, sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Nam tử cầm đầu cẩn thận nhìn về phía Giang Khải. Giang Khải, nguyên thổ đã sàng lọc xong, hiện tại giả thú đột kích chúng ta cũng phải chuẩn bị ngăn địch hiện tại có thể tha cho chúng ta chưa? Giang Khải hơi hiếp mắt lại, số lượng lớn giả thú đột kích, những người khác của hỏa thần cũng không có thời gian trông coi những người này, cũng không muốn giữ bọn họ ở bên cạnh. Hắn khẽ hừ một tiếng, cút, lúc này sáu tên chiến thần mới hậm hực rời đi. Chiến thần Thanh Long vừa rời đi không bao lâu, rất nhiều giả thú đánh tới, nhanh chóng chạy vào mỗi khu vực xung quanh cái hố, năm người tiểu đội hỏa thần cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, đã gặp được bốn năm con giả thú. Hồ ngôn lợi dụng sức gió, Giang Khải lợi dụng bạo kích, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Số lượng giả thú còn đang không ngừng gia tăng, chỉ cần không cẩn thận rơi vào phía trên hố sâu, mặc kệ là chiến thần hay giả thú đều sẽ bị hút vào, Hạ Hoa, Đông Tuyết, hình như giả thú càng ngày càng nhiều. Giang Khải nói, lúc nào khu mỏ quặng mới có thể lại tiến vào trạng thái phun trào, Hạ Hoa nói, ta cũng không biết, sự thay đổi phun trào và thôn phệ của chúng không có giờ cố định nhưng số lượng giả thú sẽ càng ngày càng nhiều, phẩm cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Nhưng sau đó tỷ lệ xuất hiện khoáng thạch tốt hơn cũng càng cao, tốt nhất chúng ta phải chống đỡ thêm mấy lần. Giang Khải cao mày, quả nhiên vẫn lạc quán khu là nơi kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại. Chỉ tiếc, cũng như ngay từ đầu không có người khác làm loạn việc đào khoáng đã không thể nào. Hiện tại giả thú lao ra phần lớn là cấp phổ thông, chắc bọn họ có thể chống đỡ. Sau khi giữ vững được mười mấy phút, mấy trăm cái hố tiến vào trạng thái phun trào. Lúc này, số lượng giả thú xông ra từ trong sương mù lại ít đi. Những giả thú kia thấy trụ đất phun ra ngoài trực tiếp nhào về phía trụ đất, lợi dụng ưu thế thân thể mạnh mẽ ngăn cản được lực đánh của đất đá, mang theo một ít nguyên thổ. Hình như chúng nó cũng không quan tâm bên trong có khoáng thạch hay không, lại trực tiếp nuốt nguyên thổ vào. Sau khi giả thú khác nuốt vào nguyên thổ, khải giáp kim loại hoặc là nham thạch bao trùm bên ngoài thân thể chúng nó sẽ xuất hiện một vài thay đổi. Chắc là vận khí khá tốt nuốt vào nguyên thổ có khoáng thạch, những khoáng thạch đó trực tiếp thay đổi thuộc tính khôi giáp của bọn nó. Phần lớn giả thú đều bận rộn tranh đoạt khoáng thạch, đám người Giang Khải cũng không nhàm chán chủ động gây sự với giả thú. Giang Khải tiếp tục thu thập nguyên thổ, miễn Ngữ và Hồ Ngôn phụ trách đào khoáng, Hạ Hoa và Đông Tuyết phụ trách cảnh giới. Đáng tiếc, Thời gian lần phun trào thứ hai chỉ có 5 phút ngắn ngủi, chẳng mấy chốc cái hố đã tiến vào trạng thái thôn phệ. Không có nguyên thổ để tranh đoạt, sự chú ý của đám giả thú lập tức chuyển sang nhân loại xung quanh. Từ sương trắng ở mỗi phương hướng có mười mấy bóng người nhảy ra, trong đó còn có một số giả thú hình thể lớn hơn. Giang Khải nhanh chóng ném ra truy mệnh, đồng thời gầm nhẹ. Các ngươi đừng đứng xa ta, truy mệnh bay múa trong tay Giang Khải, Diêm Vương lệnh, quan Minh thần lệnh lần lượt đánh giả thú xâm phạm vào vực sâu, Giang Khải phòng ngự xung quanh tiểu đội hỏa thần đến dọc nước không lọt. Hạ Hoa và Đông Tuyết đều đang nhìn theo bóng lưng Giang Khải. Trước đó Giang Khải ngay cả ra tay cũng chẳng muốn ra tay, một khi ra tay chỉ có thể dùng, đáng sợ, để hình dung. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.